mắt hai vị tiên quân của đại sích thiên đã thấp thỏm nhìn về phía cực lạc ma chủ mạc si nhi. cần phải biết, ba đế cung vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo lục ma thiên, tỷ như đại thương thiên cùng đại ngục ma chủ bạch hàm thi quan hệ tâm đầu ý hợp, thái huyền thiên cùng cực ác ma chủ vạn sầu hải cũng đi thân cận, thậm chí bản thân đế tử thái huyền thiên yến triệu ca là sư chất của vạn sầu hải, mà đại sích thiên cho tới nay lôi kéo chính là cực nhạc ma chủ mạc si nhi. lần này đại sích thiên dự định mượn mạc si nhi làm bàn đạp cắt vào lục ma thiên cái này là một nước cờ trọng yếu nhất. Nếu kế hoạch thuận lợi, Đại Sích Thiên sẽ mượn danh Mạc si Nhi, mời mấy vị ma đầu khác, có thể kéo thêm một cái, liền nắm giữ một phần ba lục ma thiên, coi như cùng hai đế cùng khác cân sức ngang tài, nếu có thể kéo hai cái, vậy thì chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nói là kiếm lời lớn, lui một bước mà nói. Coi như một cái cũng không kéo được, như vậy có Mạc si Nhi, cũng không tính thua quá lợi hại, bởi vậy vô luận từ góc độ nào, Mạc si Nhi cũng nhất định phải thu phục. Nếu nói bây giờ đại xích thiên còn có một chút hy vọng, như vậy chính là ký thác vào trên người Mạc Sinh Nhi. Nếu Mạc Sinh Nhi kiên định suy nghĩ, vẫn lựa chọn đại xích thiên, như vậy đại xích thiên không tính mưu đồ ổ phí. Càng quan trọng hơn là, có thể mượn cực lạc thiên của Mạc Sinh Nhi đi mưu đồ thiên thuật khác. Nhưng vấn đề ở chỗ, vừa rồi đế tử có đắc tội qua vị cực nhạc ma chủ này. Ai cũng nhìn ra, vừa rồi Mạc Sinh Nhi đã có án khí, chỉ là không phát tác mà thôi. Hà ha, ha, tử doanh muội muội gần đây vẫn khỏe chứ? Cực nhạc ma chủ Mạc Sinh Nhi nhàn nhạt, nhạt nhìn Phương Hành một cái, sau đó mỉm cười nói chuyện với đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Vào lúc này, mấy người các nàng giống như quên lãng đế tử Đại Xích Thiên, đoán chừng không nói cái khác, chỉ dựa vào thân phận đế tử, cả đời cũng khó có khả năng trải qua loại đại ngộ này. Hơn nữa bàn về thân phận, hắn không thấp hơn cực nhạc ma chủ, đại ngục ma chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên, bây giờ lại bị ba người kia vắng vẻ chúng tiên ngẫm lại cũng cảm giác xấu hổ thay vị đế tử kia. Trong vô số ánh mắt phức tạp, đột nhiên Phương Hành nở nụ cười. Thật là có ý tứ. Bạch. Thời điểm Phương Hành không nói chuyện, cực nhạc ma chủ, đại ngục ma chủ, thái huyền đế tử phi đều không có nhìn hắn, giống như quên còn có người như hắn, nhưng thời điểm Phương Hành mở miệng, ba người kia lại đồng thời quay lại. sắc mặt Phương Hành không thay đổi, cười nhẹ, nhìn về phía mạc sinh nhi, thở dài cực nhạc ma chủ nhất định rất vui vẻ nha ha ha chưa nói tới vui vẻ mạc si nhi trầm mặc một hồi mới nhàn nhạt mở miệng bớt quá ba đế cung cùng đến chúc mừng mạc si cảm giác rất vinh hạnh vậy ma chủ đã chọn ra chủ nhân chưa Phương hành cười hì hì ngưng đầu nhìn mạc si nhi ôi nghe xong lời này sắc mặt hai vị tiên quân của đại xích thiên tái xanh bây giờ vị cực nhạc ma chủ kia là cây cỏ cứu mạng duy nhất người không hảo hảo trấn an sao còn có thể nói chuyện giấu gai chẳng lẽ không bức tử mình không chịu bỏ qua sao mà chúng tiên trong điện thời điểm nghe được câu nói này sắc mặt cũng thay đổi rất hiển nhiên bọn hắn đều rất kiêng kỵ hai chữ chủ nhân này dù sao đối với mấy ma đầu cây trời bằng phung tiêu diêu tự tại kia mà nói coi như bọn họ quy thuận ba đế cung thì trong lòng có mấy phần chân thực sắc mặt cực nhạc ma chủ mạc sinh nhi càng lãnh đạm âm trầm nhìn phương hành cười lạnh nói chim khôn biết chọn cây mà đậu mạc sinh ngược lại muốn hỏi đến lưu điện hạ ngoại trừ đại thương thiên và thái huyền thiên mạc sinh còn có lựa chọn khác sao hồng tiên quân tiên tướng của đại xích thiên nhất mạch một mảnh thê lương mạc sinh nói như vậy đã loại bỏ đại xích thiên ra ngoài rồi hết thảy xong rồi có tuyển chọn hay không và chọn bên nào cũng không trọng yếu. Phương Hành giống như không biết nộ khí trong lòng Mạc Si, nở nụ cười nói. Trọng yếu là chỉ cần cực nhạc ma chủ chọn, vậy thì cách cái chết không xa, nói như vậy có lẽ hơi không đúng, phải nói, sáu ma đầu của lục ma thiên các ngươi đều cách cái chết không xa, bản đế tử ngược lại muốn khuyên cực nhạc ma chủ mau cưới tiếu ma đầu cực kỳ anh Tuấn kia, nếu không về sau sợ là không ngủ. Được với nam nhân rồi, trong nháy mắt, cả điện sợ hãi, người người kinh sợ hai vị tiên quân của đại xích thiên chuyên môn đến phụ tá phương hành đã khóc không ra nước mắt. Xong, không kiểm soát, triệt để không kiểm soát được, ngài đâu phải đến chiêu an, đây rõ ràng là đến chửi đồng. Đã đến cục diện này, ngươi không tranh thủ thời gian an ủi cô nãi nãi kia vài câu, còn ở chỗ này mỉa mai nói móc, như vậy không phải là cố ý muốn kích người ta nổi nóng sao. Đáng thương chúng ta vì cầu lập công, đi theo ngươi tiến vào lục ma thiên, không nghĩ tới bây giờ công không lập, ngược lại tùy thời có khả năng mất mạng, tên vương bắt đản ngươi nghe cho kỹ, có gan lát nữa người ta nổi giận ngươi đừng chạy trước. Ha ha, đế tử lời này là có ý gì? Cực nhạc ma chủ Mạc Sinh Nhi quả nhiên đổi sắc, khuôn mặt trắng nõn cơ hồ biến thành tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hành, nửa ngày mới ung dung mở miệng, tiếng cười lạnh kia làm cho người ta sợ hãi. Trong đại điện giống như kết lên một tầng xương lạnh, để huyết dịch người đông kết, phương hành chấn định tự nhiên cười khẽ. Ta là nói thật nha, vậy theo ý tứ của đế tử chúng ta đều sống không lâu cực nhạc ma chủ mạc si nhi cười lạnh thấp giọng nói không phải là đế tử muốn diệt lục ma thiên ta chứ thời điểm mạc si nhi nói câu này trong điện có tiếng binh khí va chạm rất nhỏ vang lên cũng không biết là có người trong lúc vô tình đụng phải hay chuyên môn lấy ra nhưng chỉ một thanh âm yếu ớt lại thêm mạc si nhi lạnh lùng vạn hỏi lại khiến cho bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên khẩn trương không biết có bao nhiêu người trái tim nhảy đến cổ toàn thân kéo căng chuẩn bị một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau trong điện sát khí như gió đung đưa tới lui các tiên quân của đại xích thiên trong lòng kêu khổ cũng chỉ có thể kiên trì làm xong chuẩn bị xuất thủ bọn hắn xem chừng cực nhạc ma chủ hẳn sẽ không dám giết đế tử chỉ là những người mình ha ha muốn diệt lục ma thiên các ngươi cũng không phải ta mà là chính các ngươi phương hành đón sát khí của bạc di nhi mặt không đổi sắc trái lại cười phá lên ha ha đế lưu điện hạ là thẹn quá thành giận sao đại ngục ma chủ bạch hàm thi mở miệng mắt lộ ra trào phúng vị đế tử phi của thái huyền thiên đoan trang tú lệ kia cũng nhìn phương hành trên mặt không có chút biểu lộ chờ bạch hàm thi nói xong mới nhàn nhạt mở miệng vị này là đại xích thiên đế lưu điện hạ mặc dù tử doanh thường ở thâm cung nhưng có nghe qua đế tử hung cuồng bá đạo chỉ bất quá nghe danh không bằng gặp mặt Tử doanh vốn cho rằng đế lưu điện hạ có mấy phần anh hùng khí khái, nhưng bây giờ nhìn lại, ha ha, ăn nói ngông cuồng, cố lộng huyền hư, tự hồ không. Phải là sự tình mà đế tử nên làm, bị người trào phúng, ngay cả tiên quân tiên tướng của đại xích thiên nhất mạch cũng sắp không chịu nổi, nhưng phương hành lại mặt không thay đổi, chờ bọn hắn nói xong, mới quay người nhìn đại ngục ma chủ bạch hàm thi nói. Đây là cực lạc thiên, có phần người nói chuyện sao? Hừ ánh mắt bạch hàm thi lạnh lẽo nổi giận phừng phừng nhưng không muốn cãi lộn chỉ hử lạnh một tiếng sau đó ánh mắt phương hành nhìn về phía đế tử phi của thái huyền thiên nói người lại biết cái gì vị đế tử phi kia cũng không ngờ tới hắn sẽ miệng ra ác ngôn thần sắc biến đổi sắc mặt tái xanh chỉ là thân phận hạn chế sợ sau khi cãi lộn với hắn sẽ dẫn ra càng nhiều lời kiêu ngạo chỉ có thể cố nhịn xuống quay đầu đi mắng hai người kia xong Phương Hành mới quay đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cười lạnh nói. Đều nói nữ nhân càng xinh đẹp thì càng bao cỏ, ta thấy ngươi ở lục ma thiên lan lộn phong sinh thủy khởi, cho rằng ngươi là ngoại lệ, ngươi lai like vẫn như thế, ta đã nói đến mức này, thế mà vẫn không rõ, hay là cưới quá nhiều chồng, bị dương khí hỗn loạn khiến cho đầu óc không tỉnh táo. Ha ha, ngươi thật cho rằng mình là bảo bối, dẫn tới mấy vị tiên đế tranh cướp giành giật, đi cầu ngươi quy thuận. Người sắc mặt cực nhạc ma chủ mạc si đại biến đáy mát đã hiện sát ý nhưng phương hành không cho nàng cơ hội nói chuyện trực tiếp nhấn xuống dưới nghiêm nghị nói mấy ma đầu các ngươi tự cho mình rất siêu phàm ha ha soi lại gương nhận rõ ràng đi bàn về tu vi các ngươi ở trước mặt đại thế tính là cái thá gì bàn về tài nguyên vùng thế giới này có chút tài nguyên ngoại trừ nuôi sống chính các ngươi thì có thể còn lại bao nhiêu đừng có nằm mơ chờ các phương mở ra giá cao mời các ngươi qua hưởng phúc nữa ngày lục ma thiên tiêu vong chính là thời điểm các ngươi mất mạng lời vừa nói ra trong tiên điện một mảnh xôn xao người người nghị luận ngay cả hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng thất thần căn bản không biết đế tử nhà mình muốn làm gì mà cực nhạc ma chủ mạc sinh nhi lúc đầu đã bị hán mắng nổi lên sát khí lúc này sắc mặt đại biến sát ý thu liễm chỉ cúi đầu nhìn hán thật sâu trầm giọng nói nói tiếp đi nguyện nghe cao kiến. Không có cao kiến gì, chỉ có mấy lời thành thật mà thôi, phương hành chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Thứ nhất, sáu ma đầu các ngươi không có khả năng sống sót hết, sống tối đa chỉ ba cái, sau đó ngừng đầu nhìn cực nhạc ma chủ mạc si nhi, lại thản nhiên nói. Thứ hai, ở trong mắt ba đế cung, trọng yếu là lục ma thiên, mà không phải sáu ma đầu bá chiếm lục ma thiên, cho nên coi như các người chết hết, cũng không ai đau lòng. Vì sao nói chúng ta chỉ có thể sống ba người? Phương Hành nói, quả thật kinh thiên động địa, đừng nói chúng tiên trong điện nghe choáng váng, ngay cả đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi và đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng bất ngờ, hai người vốn nên mở miệng ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác không biết Phương Hành đến tổ cùng muốn nói cái gì, càng muốn nghe xem vì sao hắn. Nói như vậy, nhất thời trầm mặc lại, chỉ có cực nhạc ma chủ Mạc Sinh Nhi lạnh lùng hỏi một câu, kỳ thật rất đơn giản. Thanh âm của Phương Hành thả thấp xuống, cười khẽ nói. Núi không nổi. Núi không nổi. Chúng tiên như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, làm sao cũng không nghĩ tới ba chữ này sẽ từ trong miệng đế tử nói ra, nhưng Phương Hành không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ nhiều, cười khổ nói tiếp. Là thật nuôi không nổi, tu hành cần tài nguyên, tu vi càng cao, càng cần nhiều tư nguyên hơn, ba đế cung nội tình thâm hậu, nhưng phải gánh áp lực nhỏ sao? Thân là nhất thiên chi chủ, các ngươi đừng nói mình không hiểu rõ đạo lý trong này. Ha ha, sáu ma đầu các ngươi còn có thể miễn cưỡng nuôi sống mình, nhưng nếu quy thuận vào dưới chướng đế cung, ngươi thật cho rằng ba đế cung sẽ thực hiện lời hứa, một mực dùng nhiều tài nguyên chân quý cho các ngươi tu hành. Nói câu không dễ nghe, ở trong mắt đế cung, các ngươi lại có thể tính là gì? Chúng ta coi trọng lục ma thiên, nhưng coi trọng là tài nguyên của lục ma thiên, mà không phải sáu người các ngươi nếu để cho sáu người các ngươi sống sót vậy tài nguyên của lục ma thiên vẫn phải quy các ngươi thậm chí vì để các ngươi hiệu chung còn phải cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn ngươi cảm thấy ba đến cung thật ngu ngốc sẽ làm sinh ý thâm hụt tiền như thế sao phương hành cười lạnh nhìn cực nhạc ma chủ mạc si nhi nói tiếp cho nên nói sáu người các ngươi đều sống sót là không thể nào nhiều nhất có thể sống ba cái chỉ có như vậy mới có một bộ phận tài nguyên dư ra một phần cho các ngươi coi như ban thường một phần thu về đế cung mà một vấn đề khác chủ yếu nhất là các ngươi một người quy thuận đế cung như vậy đế cung tự nhưng coi ngươi là bảo bối có lẽ sẽ cho phép các ngươi sống thời gian rất dài nhưng nếu hai người quy thuận một đế cung vậy một người trong đó sẽ thành vướng víu nếu ba người đều quy thuận một đế cung ha ha vậy ta dám cam đoan hai người khác sẽ cách cái chết không xa phương hành càng nói càng lớn không quản mình nói làm người nghe rợn tóc cái đến cỡ nào chỉ nói đã mồm rồi tính sau ha ha có lẽ các người còn nghĩ bằng tu vi và bản lĩnh của mình giá trị sẽ lớn bao nhiêu đừng nằm mơ nữa các ngươi tự nhiên là có chút bản lĩnh nhưng so sánh với tiên đế lại được coi là cái gì so sánh với tiên tôn lại có thể có bao nhiêu phần thắng lui một bước mà nói coi như các ngươi thật có thể thắng tiên tôn như vậy tiên tôn quyền cao chức trọng sẽ dùng các ngươi đi uy hiếp địa vị của bọn hắn sao cho nên nói chỉ cần các ngươi vừa rời lục ma thiên vậy sớm muộn gì cũng chết đương nhiên sẽ không công khai giết các người mà phái các người ra trận chém giết chẳng những muốn các người chết còn muốn các người phát huy ra tác dụng sau cùng hoặc là chính các người tự có mâu thuẫn sau đó tự giết lẫn nhau ý lời này đã khiến cho trong tiền điện lòng người bàng hoàng trái tim ngột ngạt vô luận nghe như thế nào cái này cũng giống như phụ tá hết thời cố ý nói ra mặc dù nhìn như có chút đạo lý nhưng đại bộ phận chỉ là nói láo thế nhưng hết lần này tới lần khác lời này là đế tử của đại xích thiên nói ra vậy thì làm người nghĩ sâu xa, mà càng nghĩ lại càng cảm giác lời này có. Chút đạo lý, tựa hồ nhất định sẽ phát sinh, phương hành thì cảm thấy nói thông khoái, phùi tay, cười lạnh nhìn cực nhạc ma chủ mạc si nhi. Cho nên, ngươi đừng có ở chỗ này giả vờ giả vịt, đại xích thiên ta tới tìm ngươi, là cho ngươi mặt mũi, cho ngươi một chút hy vọng sống, ngươi cũng chỉ có quy thuận chúng ta, mới có thể trở thành một trong ba người cuối cùng sống sót, mà nếu ngươi quy thuận đại thương thiên hoặc thái huyền thiên, ha ha ngươi cảm thấy mình quan. Trọng hơn bạch hàm thi, hay trọng yếu hơn cực ác ma chủ, sư thúc của đế tử Thái Huyền Thiên. Nói như vậy, bản cung trái lại còn cầu ngươi, thu ta vào lại xích thiên nhất mạch rồi, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhìn phương hành, ngay cả tự xưng Mạc Si cũng đã biến thành bản cung. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói của nàng có áp lực, nhịn không được thay phương hành lau mồ hôi, thế nhưng phương hành đón ánh mắt của nàng, cười lạnh nói, ngươi có thể không cầu ta, bản đế tử xoay người rời đi, sau khi ra cửa, ta sẽ tuyên bố ngươi đã đoạn tuyệt với đại xích thiên, là tử địch của đại xích thiên ta, sau đó ngươi tin không, không quá ba ngày, sẽ có ma đầu khác tìm tới cửa, quỳ gối ở trước mặt bản đế tử, cầu ta thu hắn vào dưới trướng. Ha ha, đã sớm nghe nói đế tử đại xích thiên cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay cuối cùng gặp được, lúc này, đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được cười lành, đánh gãy phương hành sau khi phương hành nói ra đại ngục ma chủ bạch hàm thi trầm mặc lại như có điều suy nghĩ thế nhưng đế tử phi của thái huyền thiên lại không nhịn được sắc mặt cực kỳ khó coi mặc dù nàng là lần đầu tiên nghe được luận điệu của phương hành nhưng ẩn ẩn phát giác tự hồ đây quả thật là kế hoạch mà yến triệu ca từng nhắc qua cái này không khỏi để nàng có chút hoảng hốt có chút hối hận không đánh gãy phương hành sớm dù chuyện này là thật nhưng người thân là đế tử đại xích thiên cũng không nên nói thẳng ra chứ nói ra lời này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với kế hoạch của ba đế cung. Nói trắng ra, đây chính là một cử động lật bàn. Chỉ sợ lời này vừa truyền ra, đối với sáu vị ma đầu đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, như vậy ba đế cung muốn không đánh mà thắng lục ma thiên sẽ ngâm nước nóng, coi như có thể thu phục, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng theo bản năng mở miệng, muốn bổ cứu. Thế nhưng nàng vừa nói một câu, Phương Hành đã nhìn lại, nghiêm túc nói, ngươi biết cái gì? Ngươi, vị đế tử phi này nhất thời khó thờ, bị nghẹn nói không ra lời. Ngay cả mấy lão giả phía sau nàng trầm mặc không nói, nhưng tu vi rõ ràng không cạn, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng nhìn qua. Ha ha, mạc đại tiên tử sẽ không thật tin lời nói của đế lưu điện hạ chứ. Lúc này bạch hàm thi cười lạnh, vừa rồi hắn trầm mặc nửa ngày, cũng không biết phải chăng đã nghĩ thông suốt cái gì, bây giờ đã ý thức được thế cục phát triển, hơn nữa hắn lại đại biểu đại thương thiên tới, không thể tiếp tục trầm mặc được, chỉ có thể cười lạnh, trong lời nói có mấy phần nhạo báng, giống như nghe được trò cười. Ngươi cảm thấy cực nhạc ma chủ ngu đến mức phân biệt không ra lời ta nói là thật hay giả sao, Phương Hành quay đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Trong lòng Bạch Hàm thì tức giận, quay đầu nhìn Phương Hành, nếu như đổi thành người khác, đoán trường vị Bạch Hổ quân này sớm đã xuất thủ, nhưng bây giờ đối mặt chính là đế tử Đại Xích Thiên, hắn không dám động sát niệm, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, không để ý tới đối phương, nhìn cực nhà ma chủ Mạc Sinh Nhi nói. Nhà khác nghĩ như thế nào ta không dám hứa chắc, nhưng đại thương thiên một mảnh chân thành, đáng giá tin tưởng. Phương Hành cười lạnh nói. Đúng, đúng, đại thương thiên đối với chân chó như người tất nhiên là một mảnh chân thành, nhưng đối với người khác thì khó mà nói. Người Nộ khí của Bạch Hàm Thi đã góp nhặt đến trình độ nhất định, quay đầu lạnh lùng nhìn phương hành nhưng phương hành không chút yếu thế hung hăng chừng lại hắn bạch hàm thi thì không muốn vạch mặt với đế tử đại sách thiên chỉ có thể cưỡng ép lửa giận nhìn mạc xi nhi hít một hơi nói còn nữa sáu người chúng ta ở lục ma thiên sống nương tựa lẫn nhau tất cả dựa vào đồng tâm hiệp lực mới chống đến bây giờ chẳng lẽ bởi vì đế tử kia nói hưu nói vượn liền dao động lòng tin đường ai nấy đi sao ha ha phương hành giống như nghe được chuyện cười các người thật rất đồng lòng đấu một ngàn năm còn chưa dứt nhiều lần mở miệng nhưng nhiều lần bị vị đế tử kia đảo loạn trong lòng bạch hàm thì rất muốn chửi mẹ dù đối phương là đế tử nhưng lửa giận trong lòng đã khó áp chế lạnh lùng nói dù sao cái khác không dám nói nhưng đại xích thiên nhất mạch tuyệt đối không phải nơi tốt để dừng chân đối với hắn mà nói trực tiếp nói ra những lời ấy đã không khác trở mặt với đại xích thiên bây giờ là trực tiếp quyên cực nhạc ma chủ mạc si nhi Ngươi tuyển Đại Thương Thiên cũng tốt, thậm chí tuyển Thái Huyền Thiên cũng được, nhưng đừng chọn Đại Xích Thiên. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên đã nhịn không được nhìn qua Bạch Hàm Thi, nhưng Phương Hành nghe vậy lại cười ha ha, nhìn Mạc Sinh Nhi nói. Cực nhạc ma chủ, tử địch của ngươi phản đối nhất, thường thường là có lợi cho ngươi nhất, đạo lý này ngươi không phải không rõ chứ? Ngươi! Bạch Hàm Thi đường đường là ma chủ, lại bị ép nói không ra lời, chỉ cảm thấy lửa giận bộc phát á khẩu không trả lời được trong lòng của hắn thật bó tay rồi nghĩ thầm vị đế tử đại xích thiên này không phải hung cuồng bá đạo phách lối thô lỗ một lời không hợp liền giết người sao sao bây giờ gặp lại hoàn toàn khác biệt há miệng nói hưu nói vượn lợi hại như thế thẳng đến lúc này mạc si nhi mới giống như tỉnh thần ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lại nói khẽ ha ha đế tử điện hạ nói từ đáy lòng làm mạc si do dự khó quyết trái cũng không phải phải cũng không phải vậy phải làm như thế nào đây mạc tỷ tỷ người không nên để đến lưu điện hạ nói bậy quấy phá tâm tư chúng ta không phải đã sớm nghe mạc xin nhi nói trong điện người người run lên đế tử phi của thái huyền thiên giống như nghĩ đến cái gì vội vã mở miệng nhưng còn không đợi nàng nói xong phương hành đã xoay người qua trong lòng vị đế tử phi này run lên đã dự liệu được hắn muốn nói gì sắc mặt đại biến nhưng không đợi nàng phản bác đế tử kia đã nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói. Ngươi biết cái gì? Trời ạ, à, đế tử quả nhiên là đế tử, chiêu này làm thật cao minh. Mặc dù nói ra lời này, thu phục lục ma thiên phiền phức nhiều hơn không ít, nhưng địa vị của đại sích thiên đã ổn định. Danh giới thấp nhất của đại sích thiên ta, vốn chính là thu phục một ma đầu, mà bây giờ, mục tiêu này có lẽ đã đạt thành. Nói cách khác, từ khi đế tử nói ra lời này, đại xích thiên đã đứng ở thế bất bại hai vị tiên quân của đại xích thiên nghe xong mắt thấy đế tử mắng đại ngục ma chủ bạch hàm thi và đế tử phi của thái huyền thiên á khẩu không trả lời được đã hoàn toàn ngây dại nhìn cực nhạc ma chủ mạc xin nhi thần sắc yên lặng bạch hàm thi giận dữ đế tử phi của thái huyền thiên xấu hổ khó tả tức giận khó bình lại nhìn đế tử nhà mình đứng chắp tay phong khinh vân đạm trong lòng sinh ra ý kính nể lúc đầu tâm tình tuyệt vọng bây giờ đã kích động tới cực điểm mà phương hành thì quay đầu nhìn mạc xin nhi sắc mặt âm tình bất định cùng bạch hàm thi trầm ngâm không nói trong lòng cực kỳ đắc ý hắn biết lát nữa vô luận cục diện biến hóa như thế nào thì mục đích của mình cũng đã đạt đến tình huống đại xích thiên xém chút bị đá ra khỏi cục là biến hóa hắn hoàn toàn không dự liệu được vì mặc dù hắn mang thân phận đế tử đại xích thiên nhưng chưa từng đứng ở góc độ của thân phận này cân nhắc qua tự nhiên không trải nghiệm đến mưu lược và nguy cơ trong đó có chút xuất kỳ bất ý thế nhưng sau khi Cuộc diện này xuất hiện, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy thất lạc, trái lại thoáng có chút đắc ý. Đứng ở góc độ của người khác, có lẽ vẫn nghĩ vị đế tử này đến là vì lôi kéo cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, mưu tính cho đại xích thiên, chỉ tiếc, những người kia nghĩ sai bét, phương hành căn bản không có cân nhắc quá lôi kéo Mạc Si Nhi. Bởi vì coi như lôi kéo được, vậy đối với hắn cũng không có một chút chỗ tốt, đến lục ma thiên, hắn là vì thay tiểu hồ ly giết bạch hàm thi, mà sau khi gặp thần tú, liền có chú ý khác tiểu hòa thượng đã muốn độ hóa sáu ma đầu này, vậy mình đương nhiên phải giúp hắn độ hóa. Mà cái giúp này, không có phương pháp khác, mặc dù hắn là Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp, lại không biết niệm kinh, cũng không biết truyền đạo, chỉ biết giết người giật đồ, bây giờ dự tình cũng đơn giản, hắn biết sáu ma đầu kia phàm là có một chút ý niệm khác, thì sẽ không nghĩ tới xuất gia làm hòa thượng, thời điểm hắn. Ở Linh Sơn tự gặp qua, làm hòa thượng phần lớn là người không còn đường lui, như vậy phương pháp bày ở trước mặt mình rất đơn giản, trực tiếp hủy sạch tất cả hy vọng của sáu ma đầu bước bọn hắn không còn đường lui chỉ có làm sáu ma đầu lâm vào tuyệt vọng thần tú mới có khả năng độ khóa bọn hắn mà đối với mình hắn cũng không lo lắng gì vừa rồi mình nói những cái kia đương nhiên là có thành phần nói láo thậm chí có thể nói đại bộ phận là hù dọa nếu mấy ma đầu kia quy thuận đến một phương đế cung nào đó coi như đế cung muốn giết bọn hắn cái kia chỉ sợ cũng không phải sự tình nhất thời bán hội không chừng là sau trăm ngàn năm trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì. Nhưng dù như thế, tai họa ngầm chính là tai họa ngầm, hiện tại sáu ma đầu đều ở vào thời điểm tâm tình hoảng sợ, nghe lời này của mình, thì càng khó nâng cờ, hắn đoán chừng, những người mình nói này, mấy ma đầu kia đã nghĩ qua, cũng có lo lắng phương diện này, chỉ là nếu nói nguyên bản bọn hắn lo lắng chỉ có ba. Phần, như vậy nghe lời này của mình, sẽ lớn gấp 10 gấp trăm lần, tối thiểu nhất, sẽ không có người gan lớn đến tất cả trứng gà thả cùng một giò. Về phần cực nhạc ma chủ nên làm như thế nào? Mắng đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngậm miệng xong, Phương Hành mới cười tùm tìm nhìn Mạc Si Nhi, nói khá. Bản đế tử nên nói đều đã nói, nếu muốn nói có đề nghị gì, cái kia là cái gì cũng không cần làm. Ừm. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi vốn cho rằng Phương Hành sẽ mượn cơ hội khuyên nàng quy hàng đại xích thiên, như vậy nàng sẽ phát hiện sơ hở trong lời nói của vị đế tử này, nhìn thấy ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn, bởi vậy mới có câu hỏi này, lại không nghĩ rằng vị đế tử kia trả lời hoàn toàn vượt quá. Sự liệu, trong lòng nhất thời nao nao, sau đó cười tùm tìm nói. Vậy bản cung phải tiếp tục chờ sao, hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng không nhịn được nhìn phương hành, không biết đế tử có ý gì, bất quá trải qua chuyện vừa rồi, bọn hắn đã không dám tự mình đoán bừa niệm đầu trong lòng đế tử. Cái gì cũng không làm, không phải nói ngồi im chờ đợi, phương hành cười nói, ý của ta là lúc đầu người muốn làm gì thì làm cái đó, có thù tiếp tục báo thù, có oán tiếp tục báo oán, nên quan sát thì tiếp tục quan sát, dù sao trời sập xuống luôn có người cao gánh, người gấp cái gì chứ. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên cười quỷ dị, quay đầu nhìn cực nhạc ma chủ Bạch Hàm Thi, Bạch Hàm Thi bị ánh mắt hắn nhìn trong lòng run rẩy, lạnh lùng nói. Đệ tử có gì chỉ giáo, nhưng Phương Hành không để ý tới hắn, quay đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cười nói này là cơ hội diệt trừ từ địch rất tốt lúc đầu không phải cực nhạc ma chủ vẫn muốn làm thịt con hồ trắng này sao hiện tại hắn đưa tới cửa ngươi cần gì bị cục diện hoảng loạn trước mắt làm váng đầu chuyện sau này sau này hãy nói không bằng động thủ làm thịt con hồ này bản đế tử có thể giúp người áp trận người sắc mặt đại ngục ma chủ bạch hàm thi đại biến một nửa là tức giận một nửa là bị hù sợ hắn không nghĩ đến đế tử đại xích thiên này chẳng những dám nói hơn nữa còn dám làm thế mà ở loại cục diện này, muốn thuyết phục cực nhạc ma chủ Mạc Xin Nhi động thủ với mình, con mẹ nó quá phiền phức rồi. Bây giờ mình là xâm nhập lãnh địa của cực lạc thiên ở trên địa bàn của đối phương, vạn nhất Mạc Xin Nhi. Thật điên lên, lại có đại xích thiên tương trợ, vậy không chừng mình thật có khả năng sẽ lưu ở nơi này. Ha ha! Cực nhạc ma chủ Mạc Xin Nhi liếc qua bạch hàm thi, làm con hổ trắng này tên cả da đầu, nhưng nàng chỉ là liếc qua, sau đó khẽ cười nói đến lưu điện hạ nói đùa ân oán giữa ta và bạch hồ quân nhất thời khó nói rõ chẳng qua hiện nay hắn đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước đưa tới hạ lễ nếu ta còn dây dưa không bỏ chẳng phải là để thiên hạ chế nhạo sao hôm nay nói cũng đủ nhiều trước rừng ở nơi đây chư vị ở xa tới là khách mạc si đã bày tiên yến chờ đợi à như vậy là xong chúng tiên đều giật mình ánh mắt phức tạp bạch hàm thi càng muốn nói cái gì đó nhưng mạc si nhi khẽ vẫy tay không để bọn hắn nói nữa, thản nhiên nói. Dù sao chư vị đến là vì xem lễ, có chuyện gì không thể đợi mạc xin nạp thiếp xong lại nói sao, hay là nói, các người ngay cả chút thành ý như vậy cũng không có. Mạc tỷ tỷ Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ nói nửa câu, lại vô ý thức quay đầu nhìn Phương Hành, Phương Hành nhìn nàng cười hắc hắc, vị đế tử phi kia lập tức nói không được nữa, chúng tiên thấy cực nhạc ma chủ đã lên tiếng, cũng chỉ có thể đứng dậy cáo lui, đi thiên điện dự tiệc, chỉ là nội tâm rất lo lắng. Ngắn ngồi một canh giờ, thế cục quả thực biến ảo khó lường, đầu tiên là bạch hổ quân bỗng nhiên đến thăm, sau đó đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng tới, lộ ra dã tâm đại thương thiên và Thái Huyền Thiên muốn đá đại xích thiên ra khỏi cục, sau đó đế tử đại xích thiên nói lý do thoái thác, làm lòng người bàng hoàng. Thậm chí còn giật dây cực nhạc ma chủ xử lý đại ngục ma chủ bạch hàm thi, quả thực để cho người ta cảm giác ngoài ý muốn bất quá cuối cùng cực nhạc mà chủ vẫn không có làm ra tuyển chọn dùng lễ nạp thiếp làm lý do trì hoãn thời gian thật không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào nhưng cách làm của nàng đã có chút phù hợp lời nói của vị đế tử kia để nàng tiếp tục ngắm nhìn không biết đây có phải đại biểu nàng đã bị đế tử đại xích thiên thuyết phục không mà điểm này cũng chính là sự tình để bạch hàm thi và đế tử phi của thái huyền thiên lo lắng ha ha bạch mỗ vậy mà không biết nguyên lai đế tử không thích ta như thế còn muốn hại tính mệnh của ta thời điểm ra tin điện bạch hàm thi rơi chậm hai bước cùng phương hành sóng vai có chút âm lãnh nhìn phương hành rất rõ ràng vừa rồi trên tin điện phương hành nói đã triệt đề chọc giận vị ma đầu này người tu hành cầu trường sinh coi trọng nhất chính là tính mệnh huống chi là một phương ma chủ mặc dù hắn biết mình không thể trêu vào đại xích thiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc đại xích thiên nhưng sau khi bị người lộ ra sát cơ vẻ hung ác trong lòng có chút kiềm chế không được dù sao coi như là đại xích thiên, hắn sợ cũng chỉ là tiên đế, ngay cả ba vị tiên tôn chỉ sợ cũng không thể lấy tên ma. Điều này kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói vị đế tử trước mắt ngay cả đại la kim tiên cũng không đạt tới, phương hành nở nụ cười, phong khinh vân đạm nói. Ta chính là muốn giết ngươi, bạch hổ quân không tin sao. Ừm, bạch hổ quân lạnh lùng nước mắt nhìn hắn, hung tính lộ ra, nổi giận phừng phừng. Nghe hắn nói, các vị tiên quân của đại xích thiên sắc mặt đại biến vô ý thức dựa sát vào phương hành bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sát cơ trên người bạch hàm thi rất sợ đối phương ở dưới cơn nóng giận xuất thủ gây bất lợi cho đế tử nhưng lúc này phương hành lại cười một tiếng lấy ra một cái hồ lô nhìn rất bình thường đập vào trong ngực bạch hàm thi sau đó không quay đầu lại đi thẳng về phía trước thản nhiên nói nghe nói bạch hổ quân thích rượu ngon đây là ta sớm vì bạch hổ quân chuẩn bị nếu bạch hổ quân vừa ý, vậy đến hành cung tìm ta nói chuyện. Hừ, giả thần giả quỷ, muốn làm thứ gì, bạch hàm thiên cho mày, cười lạnh một tiếng, còn muốn hỏi lại, đã thấy phương hành cưỡi mây đi xa. Tâm hắn không vui, nhìn hồ lô kia bình thường như thế, cũng không để ở trong lòng, nhưng do dự một chút, cuối cùng không có trực tiếp ném đi, tiện tay mở nắp, đưa tới chớp mũi người một cái, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng uống một ngụm nhỏ, sắc mặt càng chấn kinh giống như gặp ma bờ môi run lên ngơ ngác nhìn bóng lưng phương hành đi xa thân là ma chủ bạch hàm thì tự nhiên không phải hạng người kiến thức thiển cận tiên những bình thường há vào mắt hắn nhưng vị đế tử đại xít thiên kia tiện tay ném cho hắn cái hồ lô rượu để cả người hắn đổi sắc mặt cơ hồ là trong chốc lát thu vào trong tay áo ra vẻ bình tĩnh nhìn xung quanh phát hiện không có người chú ý mình mới thoáng an tâm sau đó vội vàng cưỡi mây rời đi khi đến một ngọn núi lại nhìn không được lấy ra nhìn phát hiện mình phán đoán không sai, lúc này mới lần nữa an tâm, chỉ cảm thấy đầy bụng hồ nghi, thời điểm đến hành cung mà cực nhạc ma chủ an bài cho hắn, lòng vẫn tràn đầy khả nghi, thỉnh thoảng nhìn về phía hành cung của phương hành, tựa hồ cả người có chút cảm giác đứng ngồi bất an, với hắn mà nói. Đây là lần đầu như thế, bởi vì đồ vật trong hồ lô kia quá kinh người, đế lưu tương, bạch hàm thi có niềm tin tuyệt đối, xác định trong hồ lô kia trộn lẫn là đế lưu tương, hơn nữa trộn tuyệt đối không ít, chí ít cũng có một nửa đế lưu tương nói đơn giản đế lưu tiện tay đưa cho mình là nửa hồ lô đế lưu tương hắn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì lấy nội tình của bạch hàm thi công phu dưỡng khí mạnh mẽ nhưng đã không nhịn được run lên là một lão ma đầu hắn đã từng tiếp xúc qua đế lưu tương bất quá rất đáng tiếc hắn dù sao cũng không phải xích đế nhất mạch tiếp xúc không được bảo dược bực này bởi vậy chỉ ở ba ngàn năm trước dưới cơ duyên xảo hợp mới được một giọt về sau lại luyện đan làm thuốc trân trọng luyện ra 36 viên bảo đan. Trong trăm năm theo thứ tự ăn vào, tu vi phóng đại. Đương nhiên, thời điểm đó hắn còn không phải đại la kim tiên, không cách nào so sánh được hiện tại, hiện tại lần nữa được một giọt đế lưu tương, đoán chừng cũng sẽ không kích động giống như trước kia, nhưng mấu chốt là, lần này lấy được lại không phải một giọt, mà là nửa hồ lô. Cái này khiến hắn nhịn không được nghi thần nghi quỷ. Cần phải biết, cho dù là đại thương thiên muốn trấn an hắn, mượn sức hắn thu phục lục ma thiên, tận lực ban thưởng bảo dược, mà ban thưởng xuống, cũng bất quá là một miếng nhỏ huyết nhục thái tuế mà thôi, này đã để cho mình cực kỳ hài lòng, mà huyết nhục thái tuế kia, chính là bảo dược nổi danh với đế lưu tương, giá trị. Tương đương, đế lưu tiện tay cho mình, là gấp trăm lần đại thương thiên ban thưởng, ở dưới tình hình này, thử hỏi bạch hàm thì làm sao có thể không mộng, làm sao có thể không sợ hãi, thủ bút lớn dọn người rồi. Nguyên bản, nếu vị đế tử đại xích thiên kia tặng cho mình chỗ tốt gì, Bạch Hàm Thi cũng không phải hạng người tầm mắt thấp kém, đoán chừng sẽ trực tiếp nhận lấy, sau đó bỏ mặc, nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ sự tình gì có quan hệ tới Đại Sách Thiên. Thế nhưng khi lễ vật này giá trị lớn đến trình độ nhất định, hắn sẽ kiềm chế không được, dù hắn không nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu cân nhắc. Đế lưu kia tự nhiên không phải thằng điên, huống hồ coi như hắn điên thật, Đại Sích Thiên cũng không có lý do để hắn cầm tài nguyên chân quý như thế đưa loạn khắp nơi thế nhưng hắn không chút do dự đưa cho ta chỉ có thể nói trong lòng hắn sớm có dự định nửa bình đế lưu tương giá trị chân quý khó có thể tưởng tượng nếu như ta luyện hóa toàn bộ còn cần để tiện nhân mặc xin nhi kia vào mắt sao ha ha cho dù là cực ác ma chủ vạn sầu hài ta cũng có thể đánh với hắn một trận sắc mặt của hắn nhất thời xanh nhất thời trắng nhất thời hương phấn nhất thời lo lắng biến ảo khó lường đế lưu điện hạ kia vừa ra tay đã là bảo dược chân quý như thế Chẳng lẽ nói Đại Xích Thiên bọn hắn ngay từ đầu là muốn thu phục ta? Không đúng quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên là chém không đứt, Đại Xích Thiên không có đạo lý tới tìm ta. À, có câu bình bất yếm trá, có lẽ cũng bởi vì quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên, Đại Xích Thiên mới có thể tìm ta. Sau khi lo được lo mất, lông mày của hắn không nhịn được nhíu lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đại Xích Thiên nặng ta lễ lớn như thế, chính là đang biểu đà thành ý con mẹ nó nói đông nói tây nói thiên nói địa trên đời này nơi nào còn có thành ý tốt như vậy so sánh với đế tử đại xích thiên nhà đầu đại thương thiên kia quả thật hẹp hòi đến nhà bà ngoại đại xích thiên đã để mắt tới ta vậy nói rõ bọn hắn toàn tính rất lớn hơn nữa bọn hắn đã chịu đưa ta lễ trọng như thế vậy sự tình muốn cầu ta nhất định rất khó thực hiện ta có đáp ứng hay không không được coi như ta không đáp ứng thứ này cũng sẽ không trả trở về. Nhưng nếu như ta không trả về, Đại Sích Thiên có khả năng tiết lộ tin tức này ra ngoài, người khác nhất định đỏ mắt. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, kinh hồn táng đảm nghĩ. Không phải là Đại Sích Thiên cố ý đưa loại bảo vật này đến trên tay ta, sau đó tiết lộ tin tức, dẫn tới người khác cướp đoạt, cố ý khiến cho lục ma thiên đại loạn chứ, nhưng ý niệm lại xoay chuyển. Coi như bọn họ có ý tứ này, ta cũng sẽ không trả trọng bảo về rất nhanh lại cảm thấy mình có chút buồn cười đại xích thiên sẽ không cam lòng dùng cái giá lớn như thế để cho lục ba thiên đại loạn đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến như muốn bao phủ cả người hắn tất cả khả năng khi đế lưu đưa trọng bảo này cho mình hắn đều suy nghĩ một lần nhưng lại cảm thấy tất cả đều không đáng tin cậy khả năng duy nhất là đại xích thiên muốn thu phục mình bởi vậy trực tiếp đưa ra trọng bảo để đà động mình đương nhiên khả năng đại xích thiên thu phục mình nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn mình làm, hơn nữa rất có thể chuyện này sẽ gây bất lợi cho đại thương thiên, cái này lại làm cho trong lòng bạch hàm thi có chút khó xử, đến tột cùng làm hay không làm đây. Trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời còn rất khó có đáp án, nhưng rất nhanh hắn làm ra quyết định, mình cần phải đi gặp đế lưu điện hạ một lần, bất luận như thế nào, đối phương đã đưa ra trọng bảo vật này, mình phải đi cảm tạ trước đã. Thuận tiện nghe xem đại sích thiên đến tột cùng muốn làm cái gì, hơn nữa mở điều kiện ra sao, dù sao, người ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý mình đi gặp một lần là nên nghĩ như vậy bạch hàm thi ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí chốc lát sau đó phân phó ma tướng chờ ở trong hành cung mình thì thi triển thần thông che lớp thân hình lặng yên rời hành cung biến mất trong bóng đêm cực nhạc ma chủ làm việc còn rất phóng khoáng không có an bài thủ vệ ở hành cung của hắn tự nhiên không người nào có thể phát hiện hắn rời đi sau đó tiêm hành biệt tích dưới tình huống không kinh động bất luận người nào muộn gió đêm lặng lẽ xuất hiện ở trước hành cung của đế tử đại xích thiên đế lưu điện hạ có ở trong cung không bạch hàm thi chuyên đến đây bái tạ một tia thần thức chuyển vào trong cung sau đó bạch hàm thi bình tĩnh chờ ở dưới chân núi lúc này hai mắt hắn khép hờ tinh tế cảm giác rất nhanh liền nhận ra ở chung quanh hành cung có gần ngàn tên tiên thị bất quá phần lớn đều là chân tiên cảnh thái ất cảnh chỉ hơn 10 người mặt khác có hai đạo khí cơ khá mạnh mặc dù bọn hắn che giấu tu vi nhìn chỉ là thái ất thượng tiên nhưng bạch hàm thi có thể cảm giác được hai người kia thực tế đã bước vào đại la kim tiên là hai tiên quân theo đế tử đại xích thiên đến cực lạc thiên phụ tá chắc hẳn hai người này cũng có trách nhiệm hộ vệ đế tử bất quá bạch hàm thi không lo lắng dạng đại la kim tiên này hắn không để ở trong mắt đại xích thiên dù sao vẫn quá yếu ngay cả đế tử tu vi cũng không đột phá đã lộ ra xu hướng suy tàn bạch hàm thi nhịn không được thay đại xích thiên hít một hơi bất quá nghĩ lại có lẽ chính vì đại xích thiên hiển lộ xu hướng suy tàn cho nên mới không tiếp đại giới cầm trọng bào tới lôi kéo mình vì để lưu điện hạ này ở trước mặt cực nhà ma chủ nói không chịu được như thế có lẽ chính là che giấu sự trột dạ của hắn dù sau đoạn thời gian gần đây nghe đồ liên quan tới đại xích thiên cũng không ít tử huyền tiên soái phản bội tiên đế lại bế quan đế tử lại đột phá thất bại có lẽ đại xích thiên cần người tu phi như mình thay bọn hắn chống lên nửa bầu trời vừa nghĩ như thế trong lòng ngược lại an định không ít có lẽ đây chỉ là một nước cửa đầu, đại xích thiên còn chuẩn bị trọng bảo khác, trong lòng bạch hàm thi nhịn không được nghĩ, lúc này, trong chính điện có một chiếc đèn sáng lên. Chính điện đốt đèn, chắc là người trong điện nghe được mình truyền âm, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng đại khách. Trong lòng bạch hàm thi âm thầm cười một tiếng, cất bước đi vào hành cung, sau đó chậm rãi bước vào đại điện, trong chính điện chỉ ngồi một người. Vị đế tử đại xích thiên kia đoan đoan chính chính, xếp bằng ở trước một bàn ngọc, trên bàn bày hai cái ly một bầu rượu, thấy Bạch Hàm Thi đến, đế tử đại xích thiên nở nụ cười, sau đó có chút đưa tay, ra hiệu Bạch Hàm Thi ngồi ở trước mặt mình, sau đó cầm bầu rượu rót một chén, mỉm cười hai tay nâng lên. Đây là, đế lưu tương thuần túy, ngửi được cái mùi kia, Bạch Hàm Thi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm đế tử đại xích thiên này không tránh khỏi quá hào phóng đi, ban ngày đưa mình nửa bình còn chưa đủ, bây giờ lại cầm đế lưu tương thuần túy đến chiêu đãi mình. Ha ha, đế tử thực quá khách khí. Bạch Hàm Thi kiềm chế kích động trong lòng, không có biểu hiện ra thất lễ, chậm rãi ngồi ở trước bàn, đối diện đế tử, sau đó hai tay nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ra hiệu mình đã uống cạn, trên mặt không lộ ra bộ dáng vui sướng bởi vì đây là đế lưu tương, thật giống như hắn uống chỉ là một chén rượu. Bình thường, sau đó hắn nhẹ nhàng để ly rượu xuống, mới cười nói. Không biết đế tử đêm khuya mời tới, đến tột cùng có gì phân phó, trí nhớ của bạch hổ quân thật kém đế tử đại xích thiên cười nói ta không phải đã nói muốn giết ngươi sao ha 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 bạch hàm thi nghe vị đế tử kia nói không khỏi cười phá lên hắn ngược lại cảm thấy vị đế tử đại xích thiên này vẫn rất thú vị đã đến lúc này thế mà còn không quên đùa mình nếu ở bình thường người khác nói với mình loại trò cười này mình đương nhiên sẽ cắn đầu đối phương thế nhưng bây giờ hắn đối với đế tử này cực kỳ thân cận thật coi chỉ là trò đùa chỉ là cười nửa ngày thanh âm của hắn từ từ ngưng lại đối diện với hắn trên mặt vị đế tử đại xích thiên kia không có chút biểu lộ cái này làm cho bạch hàm thì cảm thấy có chút xấu hổ thậm chí có chút tức giận bất quá nề tình nhiều đến lưu tương như vậy hắn không có ý định vạch mặt chỉ là trong lòng đang suy nghĩ lúc vị đế tử này đưa ra điều kiện mình nên tự kiêu nhào nặn đối phương một phen hay không ai bảo đế tử này ở trước mặt mình trăng thâm trầm tự cao tự đại để cho mình đường đường ma chủ xuống đài không được sau đó thời điểm bạch hàm thi ngừng cười nghĩ làm sao mở miệng vị đế tử kia bỗng nhiên cười hắn cười như thế làm bạch hàm thi cũng theo bản năng muốn cười nhưng lúc này trên mặt vị đế tử kia vẫn mang theo nụ cười lại đột nhiên ra tay ầm ầm một tiếng một thanh đại đao từ trong áo choàng huyết sắc rút ra ôm theo ác phong hung hăng quét tới ngực bạch hàm thi thời điểm đao kia vung ra sau lưng đế tử thình lình hiển hóa lực lượng pháp tắc mỗi một đạo lực lượng pháp tác gia trì sẽ khiến cho một đao kia của hắn cùng bạo hơn một phần nhưng mấu chốt nhất là lực lượng pháp tác của hắn giống như vô cùng vô tận khiến cho lực lượng trên một đao kia không ngừng dâng trào trong chớp mắt đã đạt đến trình độ để cho bạch hàm thi cảm giác hãi hùng khiếp vía sát khí bức người ngươi muốn làm gì bạch hàm thi dù sao cũng là ma chủ coi như một đao kia lại bất ngờ gấp trăm lần cũng thường không đến hắn thân hình nhanh chóng biến hóa lui về phía sau cùng lúc đó trong lòng hắn lóe lên hai suy nghĩ, một là, thực lực của đế tử này thật mạnh, cái thứ hai là, hắn muốn thăm dò tu vi của ta sao? Lúc đầu bằng tu vi của hắn, đủ để né qua một đau kia, bởi vậy trong lòng không thấy hoảng sợ, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng thời điểm hắn lui về phía sau, tránh thoát một đau kia, bất ngờ có hai đạo lực lượng đại đạo cường hoành đến cực điểm, từ sau lưng của hắn, một trái một phải ép về phía trước, là hai vị tiên quân của đại xích thiên một mực giấu giếm tu vi của mình giả bộ như thái ất thượng tiên trực tiếp ra tay, giống như hai ngọn núi lớn, cát gao ngăn trở đường lui của bạch hàm thi, mặc dù bạch hàm thi không để tu vi của bọn hắn vào mắt, nhưng ngăn đường lui của hắn lại đầy đủ. Các người lớn, bạch hàm thi giận dữ hét lớn, nhưng chữ mật còn chưa ra khỏi miệng, đau kia đã rắn rắn chắc chắc thèm tới. Trong sát na ấy, bạch hàm thi rốt cục có chút hoảng sợ, há miệng gầm nhẹ, hai tay nâng lên đánh về phía trước, kẹp lấy một đau hung ác đến khó có thể tưởng tượng chỉ là lực lượng trên một đao kia quá mạnh hắn lại liên tục gặp ngoài ý muốn không đủ chuẩn bị cảm giác tiên uy vận chuyển có chút khó khăn thế mà bị một đao kia cắt tới ngao đao chém ở trên lồng ngực trước mắt hắn thình lình xuất hiện tiếng kêu thê lương của vô số oan hồn lại cảm thấy một loại hỏa ý thiêu đốt mạnh mẽ đồng thời xông vào nhục thể của hắn hai loại khí cơ hoàn toàn tương phản lại bởi vì một đao kia đồng thời tràn vào nhục thân sau đó phần hai phương hướng vào tới hủy hoại kỳ kinh bát mạch lục phủ ngũ tạng, lấy tu vi của bạch hàm thi, lại không biết làm sao chấn áp lực lượng kia, vì thế bị thương càng lợi hại. Khi thiên bá man đao, bạch hàm thi không phải hạng người ngu xuẩn, lập tức nghĩ tới thanh đao kia là xích đế tự tay chế tạo, sau đó ban cho đế lưu, thời điểm rèn đúc dùng tinh hoa của mười mặt trời và oan hồn của một trăm vạn tu sĩ, hung uy khó lường, âm độc khó tả, cực kỳ kinh khủng. Đừng nói tiên nhân bình thường, chỉ sợ đau này đủ để hình thành uy hiếp với nhục thân của tiên đế mà bây giờ mình ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị chúng một đau như thế cũng chính là một đau kia khiến cho bạch hàm thi nhận thức được một sự thật móa nó đích tử này là thật muốn giết ta oanh hắn cũng không hổ là một trong lục ma thiên ma chủ thời điểm ý thức được vấn đề này tuy tâm thần lạnh lẽo nhưng nộ khí ngập trời một tiếng ầm vang tiên uy đại trấn một làn gió mạnh vô hình phần phật nổi lên xé hư không xung quanh vỗ vụn, hai vị tiên quân ở sau lưng ngăn cản đường lui thấy hắn bị bổ trúng. Đã không chút khách khí, huy trưởng đánh thẳng xuống, nhưng lúc này trên người bạch hàm thi đã có tiên uy, lập tức chấn bọn hắn bay ra ngoài. Mà ở trước người bạch hàm thi thì bị hắn mãnh liệt há to miệng, một đạo bạch quang sáng như tuyết bay ra, tê thiên liệt địa chém ra ngoài, mục tiêu chính là đế tử đại xích thiên vùng đào tiếp tục chém tới kia, đến lúc này, hắn ở dưới hoảng sợ ngoài ý muốn, đã không để ý tới đối phương là ai bảo đao phun ra. Đã mang theo sát ý cuồng liệt. Ha ha, nhưng lúc này, vị đế tử kia lại cười ha ha, kéo huyết phi phong một cái, hóa thành huyết hải ngăn ở trước người. Ẩm um, ầm um, một đao kia chạm lên huyết hải, chỉ đánh tới sóng máu ngập trời, tên đế tử kia lùi lại mấy bước, sau đó bảo đao không công lui về. Cái này, cái này sao có thể, tâm thần bạch hàm thi run lên, cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn hắn nghe nói qua đế tử đại xích thiên có một huyết bào có thể chống đỡ một kích của tiên đế bởi vậy biết rõ bảo đao của mình khó mà giết được đối phương chỉ là không nghĩ đến đế tử kia không có bị mình đẩy lui mấy bước thân hình liền vững vàng đứng thẳng nhưng lúc này bạch hàm thi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy đột nhiên đưa tay cầm lấy bảo đao lại là một thanh đại đao sáng như tuyết ẩn hiện hổ văn tay nắm đao này tâm thần của bạch hàm thi an định không ít xâm nhiên đáng sợ nhìn sang đế tử kia thanh âm âm hàn ôm theo tức giận vô tận, quét lạnh nói. Nguyên lai ngươi thật muốn giết ta, đối mặt với hung uy của một vị ma chủ, vị đế tử kia cười phá lên, chậm rãi tiến lên nói. Ta đương nhiên muốn giết ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta đưa ngươi nửa bình Đến lưu tương làm gì, chẳng lẽ thật cho rằng bản đế tử coi trọng ngươi, muốn thu ngươi. Ngươi Trong lòng bạch hàm thi kịch chấn, không biết mình suy nghĩ bao nhiêu khả năng, cuối cùng cho ra kết luận duy nhất là đại xích thiên muốn cầu cạnh mình muốn lôi kéo mình mới không tiếc đưa ra trọng bảo kết quả thế mà để cho mình giờ khóc giờ cười còn mẹ nó hắn là cầm đế lưu tương làm mồi nhử dẫn mình đến đây mà mình lại thật ngoan ngoãn đến rồi nhưng rất nhanh trong lòng lại cảm thấy rất im lặng trên đời này có ai sẽ đào cái hố khốn nạn như vậy đây chính là nửa bình đế lưu tương ngay cả bạch hàm thi cũng cảm thấy mình không đáng để cầm nửa bình đế lưu tương làm mồi dụ ha ha chỉ bằng chút thực lực của đại xích thiên các ngươi liền muốn giết ta cũng quá coi thường bản tọa rồi sau khi xấu hổ bạch hàm thi lại cảm thấy hoang đường thậm chí choáng váng cũng không biết vị đế tử này đến tổn cùng là thiên tài hay xuẩn tài nhịn không được nở nụ cười lạnh bạch hổ bảo đao chậm rãi chỉ hướng vị đế tử kia cười lạnh nói đế tử điện hạ ngươi ngay cả đại la kim tiên cũng không đạt tới lại có tâm tư này không khỏi quá cuồng vọng rồi dù đánh lén bản tọa một đao thì thế nào dù bàn tọa bị trọng thương vậy cũng không phải mấy phế vật bên cạnh người có thể giết sau lưng hắn sắc mặt hai vị tiên quân của đại sích thiên kia đều có chút khó coi bị ma đầu kia ở trước mặt nói là phế vật bọn hắn tự nhiên không vui nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đây là có đạo lý trước khi xuất thủ bọn hắn cũng khuyên qua đế tử nhưng đế tử lại khư khư cố chấp ta thật không có đột phá không tu thành đại đạo lúc này vị đế tử kia cũng nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười ánh mắt có chút trào phúng. Nhưng ai nói ta giết không được đại la kim tiên? Người! Trong lòng bạch hàm thi run lên, nghĩ đến một vài chi tiết, vừa rồi một đau kia, lúc đầu không nên làm mình bị thương, nhưng bởi vì vị đế tử này vận chuyển lực lượng quá mạnh, cuối cùng làm cho công kích cực kỳ nguy hiểm, mà thời điểm mình miệng phun hung đào, muốn chém giết đối phương, hắn cũng dễ dàng đỡ được, biểu hiện ra. Trình độ không giống như là một vị thái ất thượng tiên, nếu phải hình dung, giống như là một người có được lực lượng đáng sợ, nhưng phát huy không ra vậy. À, người thật cảm thấy bản tọa là kim tiên bình thường. Nhưng ý nghĩ kia chỉ là một cái thoáng qua, bạch hàm thi liền nở nụ cười, trong thanh âm mùi máu tươi dày đặc, vừa nói vừa chậm rãi bước tới, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, càng không cần biết ngươi có thân phận gì, chỉ là hôm nay ngươi lộ ra nanh vuốt với bản tọa, vậy đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình hắn vừa nói liền muốn vận chuyển tiên uy chém đế tử này ở dưới đao thế nhưng lúc này sắc mặt hắn đại biến chỉ cảm thấy nhục thân nóng hổi nội tức hỗn loạn pháp lực vận chuyển lại có chút tắc nghẽn cảm thấy như thế nào vị đế tử kia nở nụ cười giống như con hồ ly đáp ý người người hạ độc bạch hàm thi chấn kinh lực lượng biến mất dần ngay cả âm thanh cũng ẩn ẩn có chút run rẩy. Ha ha, đừng nói bậy, ngươi là ma chủ, có độc gì có thể hạ độc được ngươi. Vị đế tử kia cười phá lên, vừa cười vừa cầm đao tiến lên, nhẫn nại giải thích. Là đế lưu tương, đây chính là tiên dược nhất đẳng của thế gian, dù lấy tu vi của ngươi, ăn vào cũng phải cần rất nhiều thời gian luyện hóa, nhưng bây giờ bản đế tử là sẽ không cho ngươi cơ hội này, ở trước khi ngươi hoàn toàn luyện hóa, nó đối với ngươi mà nói, chính là độc dược chín mạng. Nghe hắn nói, sắc mặt của Bạch Hàm Thi đã khó coi đến tột đỉnh, âm u như chảy ra nước, Bạch Hàm Thi ý thức được, mình quả thật phạm vào một sai lầm, hơn nữa là một sai lầm hạ đẳng. Đế lưu tương tự nhiên không phải độc dược, đây là tinh hoa thiên địa, là tiên dược đứng đầu nhất. Không biết có bao nhiêu người, từ thái ất thượng tiên tu đến đại la kim tiên, đều cần có đế lưu tương phục tá. Nhưng tiên dược như vậy, lại không phải người nào cũng có thể tiêu thụ, nếu là người bình thường, sợ là một tiêu khí tức của đế lưu tương cũng có thể đè sập một thành trì phổ thông, còn nếu là chân tiên bình thường uống một ngụm sẽ không chịu nổi dầu tính bảo thể mà chết, ngay cả thái ất thượng tiên cũng không dám trực tiếp uống đế lưu tương cần chia ra vô số phần luyện hóa thành đan sau đó chậm rãi dùng bằng không mà nói trực tiếp uống một chén đế lưu tương như vậy nói ít cũng phải bế quan mười mấy hai mươi năm mới có thể từng chút từng chút tiêu hóa sau đó công lực đại tăng đến cảnh giới của hắn bây giờ. Tự nhiên không phải chân. Tiên thượng tiên bình thường có thể so sánh nhưng dù là hắn, uống vào một chén Đế Lưu Tương cũng cần hơn nửa ngày mới có thể luyện hóa. Mà ở trước khi luyện hóa, chỉ vì dược tính của Đế Lưu Tương quá mạnh, tu vi của hắn có hơn phân nửa sẽ chủ động hội tụ, đi áp chế dược tính mãnh liệt kia, bằng không mà nói, dược tính đáng sợ như thế tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể, không khác núi lửa bộc phát, ở dưới loại tình huống này, thật đúng là không. Khác độc dược, thậm chí còn đáng sợ hơn độc dược bởi vì nếu dùng độc, bằng thể chất của hắn, sẽ chủ động bài tiết ra ngoài thân thể, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là tiên dược, nhục thể của hắn ưa thích còn không hết, muốn nó bài tiết ra, nằm mơ đi thôi. Cái này cũng dẫn đến, thời điểm hắn phát hiện, dược tính đã bắt đầu có tác dụng, có trách thì trách mình không nên uống vào một chén đế lưu tương kia, nhưng vấn đề ở chỗ, lúc đó hắn làm sao nghĩ đến đế tử kia cho mình đế lưu tương, là ông mục đích này chứ cảm giác trong cơ thể mình giống như vô số ngọn núi lửa lúc nào cũng bộc phát khí tức hỗn loạn không thể trói buộc tâm tình của bạch hàm thi càng nặng nề trước ngực bị đánh lén đào ý của khi thiên bá man đao càng ngày càng nghiêm trọng trong cơ thể lại có dự tính cuồng bạo của đế lưu tướng lúc nào cũng xâm nhập trong ngoài đan sen để bạch hàm thi ý thức được thực lực của mình hôm nay đã hạ xuống không tới một nửa khá lắm đế lưu khá lắm đế tử đại xích thiên trên mặt bạch hàm thi hiển lộ ra ý cười dữ tợn hung ác nói ngay cả bà tọa hiện tại cũng không biết nên khen ngươi là thiên tài hay là xuân tài bất quá có một điểm có thể xác định chỉ là thái ất liền muốn lấy tính mạng của lão phu nói đến chỗ này bạch hàm thi khẽ động thanh âm hét to lá gan của ngươi thật không nhỏ ầm ầm theo thân hình của hắn nhóm một cái một cỗ cuồng phong cường đại khó mà hình dung xuất hiện trong gió không biết ẩn giấu bao nhiêu khí tức sát phạt một đạo cuồng phong thế mà giống như một chi đại quân dính đầy ma huyết ầm ầm sen lẫn khí thế không thể chống cự lao về phía trước trong hành cung mà đất dạn nứt ngọc trụ sụp đổ khói lửa nổi lên bốn phía lực lượng vô cùng vô tận vào về phía phương hành khí thế khó mà hình dung ngay cả hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng nhịn không được sắc mặt đại biến muốn xông về phía trước bọn hắn đều nhìn ra đây là thần thông đại đạo của bạch hổ quân hắn triệu hoán ra gió này như vậy đại biểu bạch hổ quân đã động sát ý trong lòng rất lo lắng đến từ nhà mình bị hung phong xé rách nhịn không được muốn chạy lên cứu giúp thế nhưng lúc này phương hành lại tung huyết phi phong đồng thời lạnh giọng quát cẩn thận hắn muốn chạy trốn một câu nhắc nhở hai vị tiên quân thế sông hơi chậm lại cũng vào lúc này bạch hàm thi quả như đế tử nói chỉ hơi nghiêng về phía trước làm ra vẻ liều mạng mà thôi đột nhiên phóng lên trời muốn đánh vỡ mái vòm của hành cung đào tàu biểu lộ trên mặt cực kỳ xấu hổ, hiển nhiên đường đường một phương ma chủ, bạch hàm thi bạch hổ quân, thế mà bị một vị thái ất đế tử. Mang theo hai đại la tiên quân phổ thông bước đến đào tàu, đối với hắn mà nói là một sự tình cực kỳ mất mặt, bất quá trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Người chờ, cho bản tọa một ngày, không, chỉ cần ba canh giờ, bản tọa liền có thể luyện hóa đế lưu tương, sau đó trở về, chém đầu đế tử ngươi. Ở thời điểm này, Bạch Hàm Thi là thật quyết định, cho dù kết thành từ địch với đại xích thiên dù liều mạng bị một vị tiên đế ghi hận cũng phải chém giết đế tử này thật sự là bị đối phương làm nhiều quá đáng nếu không chém giết sợ là đạo tâm sẽ bị hao tổn chỉ tiếc thời điểm ý nghĩ này lóe lên hắn đã nghe được thanh âm quát to của đế tử kia đóng cửa đánh chó ầm ầm sắc mặt bạch hàm thi đại biến chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đại trận rơi xuống chung quanh hành cung phương hành từ đại xích thiên mang qua mấy trăm tiên thị cùng huyết thần vệ ẩn thân ở trong tối tất cả đều tụ họp tới tay cầm trận kỳ xếp bằng ở chung quanh cán chặt răng giữ vững huyết khí nhàn nhạt từ trận kỳ trong tay bọn họ bừng lên bao phủ hành cung giống như một cái lồng to lớn cán bọn hắn vào bên trong một đại trận do chừng hơn 300 thượng tiên bố trí đã chia hành cung thành một thiên địa độc lập bạch hàm thi nhìn bốn phía sắc mặt tái nhợt nếu là đóng cửa bình thường Tuy nhiên là giam không được vị đại ngục ma chủ bạch hàm thi này, cả hành cung cũng không đủ hắn giải vò. Nhưng trên đỉnh đầu, đóng là một đại trận, thời điểm bạch hàm thi tiến vào hành cung, đã phát hiện khí tức của đại trận này, lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, dù sao đế tử đại xích thiên thân phận tôn quý, lại không tu thành đại la kim thân, như vậy đại xích thiên cẩn thận một chút, bố trí xuống đại trận bảo hộ hắn cũng không. Gì đáng trách, hơn nữa mình ở thời kỳ toàn thịnh, đại trận này cũng không chịu được mấy kích, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai like đại trận này là vì mình chuẩn bị mà mình là không xông ra được bây giờ thực lực của hán đại tồn lại có cường địch ở bên cạnh nhìn chằm chằm căn bản không giành phá trận thận trọng từng bước giò nước không lọt vị đế tử này thật đúng là muốn dồn mình vào chỗ chết đế lưu điện hạ chúng ta giống như không có thâm cừu đại hận gì cần gì nhất định phải phân sinh tử đến lúc này bạch hàm thi cưỡng bách mình bình tĩnh lại ánh mắt âm trầm nhìn phương hành trầm giọng nói ngươi nói không sai phương hành cười cười khi thiên bá man đao trống trên mặt đất nhẹ nhàng nói ta chỉ là có lý do tất sát ngươi mà thôi ánh mắt bạch hàm thi hơi trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói xin lắng tay nghe phương hành nói không nói cho ngươi bạch hàm thi nhất thời giận dữ tức giận đến suýt nữa đạo tâm bất ổn phương hành thì cười ha ha nói ngươi ngàn không nên vạn không nên nhất định phải thay đại thương thiên tới làm thuyết khách cái này chẳng phải là ngốc sao chỉ bằng ngươi một chó săn nho nhỏ cũng muốn đến làm đại xích thiên ta tức giận nếu không hành quyết ngươi vậy đại xích thiên ta còn mặt mũi nào tồn tại bạch hàm thi lập tức nói đều vì chủ của mình lại có gì không ổn chẳng ngại đến lưu điện hạ chỉ vì ta từng ở trên điện chọc giận ngươi liền không tiếc bất cứ giá nào lấy tính mạng của ta ha ha vậy ngươi cần phải hiểu rõ coi như ngươi thật có thể chém bạch mỗ nhưng chuyện này truyền ra sợ là lục ma thiên người người đều sẽ sợ ngươi hận ngươi đề phòng ngươi chẳng lẽ đại xích thiên các ngươi muốn ở lục ma thiên tay không mà về hắn nói lời này ngay cả hai vị tiên quân cũng hơi trầm xuống hiển nhiên bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này nhưng vương hành lại cười phá lên ta chỉ là một đế tử đột phá thái ất thất bại nha hắn vừa cười vừa nhìn bạch hàm thi khẽ cười nói tựa như ngươi mới vừa nói chỉ bằng ta một vị đế tử ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới làm sao có thể giết được người người nghĩ như vậy người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy vậy ai tin ta có thể ở dưới tình huống không có cực nhạc ma chủ mạc Sinh nhi và đế tử phi của thái huyền thiên tương trợ lạng yên không tiếng động giết chết người cái này lời vừa nói ra đừng nói bạch hồ quân ngay cả hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng biến sắc đế tử hào thủ đoạn bọn hắn nhịn không được cảm thán nhìn nhau một chút đều thấy được kiên kỵ trong mắt đối phương đế tử nhà mình đây là muốn hố chết lục ma thiên Bạch Hổ Quân vừa chết, tin tức này tất nhiên truyền khắp Lục Ma Thiên, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng đế tử Đại Sích Thiên còn chưa đột phá có năng lực một mình chém giết Đại Ngục Ma chủ, coi như hắn có, người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể ở Cực Nhạc Thiên, dưới tình huống không bị Cực Nhạc Ma chủ phát. Hiện làm được điểm này, cũng tức là nói, người khác chỉ sẽ cho rằng là đế tử Đại Sích Thiên và Cực Nhạc Ma chủ Mạc Sinh Nhi liên thủ mới giết được Bạch Hàm Thi, như vậy khác nào trực tiếp tuyên bố Cực Nhạc Thiên đã quy thuận Đại Sích Thiên đây là buộc mạc sinh nhi không thể không quy thuận thậm chí ngay cả đế tử phi của thái huyền thiên cũng thoát không khỏi liên quan sẽ không có người tin tưởng nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả mọi người đều biết bạch hàm thi là người của đại thương thiên kể từ đó đại thương thiên tất nhiên sẽ hoài nghi dụng ý của thái huyền thiên loạn tượng đã mở màn mà đại xích thiên thì nhất định sẽ trở thành một phương thu hoạch lớn nhất trong loạn tượng đế tử đại xích thiên khá lắm trước kia ta luôn cho rằng ngươi chỉ là điên cuồng phách lối Hoàn khố điển hình, bây giờ mới biết được, ngươi còn có tâm kế vực này, thận trọng từng bước, lại gan to bằng trời, một nước cờ loạn liền khuấy gió nổi mưa, thật sự là lợi hại. Bạch Hàm Thi trầm mặc hồi lâu, lúc này không khỏi nở nụ cười lạnh, đáy mắt hung quang bắn ra bốn phía. Chỉ tiếc, coi như ngươi có thể lưu được Bạch Mỗ, lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết ta, lại nắm chắc được bao nhiêu phần, ở trước khi Bạch Mỗ chết, sẽ không kéo ngươi làm đẹp lưng. Mặc dù trong lời nói có không ít ngông cuồng, nhưng khiến cho hai vị tiên quân trong điện sắc mặt khó coi, nhìn không được lo lắng, bởi vì bọn hắn biết Bạch Hàm thì nói đều là lời thật. Dù sao đối phương cũng là ma chủ, coi như bản thân hắn trọng thương, trong ngoài khốn đốn, cũng không thể tùy tiện chém giết, chỉ bằng đế tử, hai vị đại la kim tiên, coi như muốn giết hắn, không trả giá lớn là không thể nào, nói cách khác, ba người bọn họ, có thể sẽ chung cùng. Thậm chí có thể là, sau khi bọn hắn trả giá, còn sẽ kinh động cực nhạc ma chủ, ngăn lại trận tập sát này, nếu như vậy, đại xích thiên sẽ bồi đến nhà bà ngoại, nhưng ở dưới bầu không khí kiềm chế, phương hành lại nở nụ cười, cười cực kỳ nhẹ nhõm. Ta còn có giúp đỡ. Lời này làm ánh mắt của đại ngục ma chủ bạch hàm thi nhau lại, khí tức trầm xuống, mà hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng nao nao, quay đầu nhìn phương hành, nghĩ thầm. Sao chúng ta không biết? Đến. Phương Hành quay người nhìn hậu điện vẫy vẫy tay, sau đó bọn hắn thấy hậu điện có một chuỗi nữ hài đi ra, thận trọng, rụt rè, có mắt tựa hồ không dám nhìn bạch hàm thi một chút, hai vị tiên quân hận không thể chửi âm lên. Đây chính là giúp đỡ người tìm đến. Mấy nhà đầu này, tu vi mạnh nhất cũng chỉ vừa mới vào tán tiên cảnh, tu vi thấp còn chưa hóa hình hoàn toàn. Ngươi còn muốn để các nàng giúp đỡ chém giết đại ngục ma chủ, sợ là vị bạch hổ quân này thổi một hơi, các nàng sẽ bay. Nhưng thời điểm bọn họ sinh nghi, Nữ hài ở trước nhất đã đưa một mặt nạ hồ ly đến trước người đế tử, đế tử nhận lấy mặt nạ kia, đeo lên trên mặt mình, sau đó đao trong tay chậm rãi rơi lên, chỉ vào bạch hàm thi, cười ha ha nói. Trợ hủ của ta đã tới, vậy thì khai chiến đi.